Đông trùng hạ thảo 3-in-1 của công ty Golden Health được sản xuất tại Úc là sự kết hợp giữa đông trùng hạ thảo với nấm linh chi và nhân sâm, mang lại nhiều công dụng tuyệt vời cho hệ miễn dịch, cho sức khỏe tim mạch, cho hệ thần kinh, cũng như cải thiện chức năng sinh lý và gia tăng tuổi thọ. Một sản phẩm không thể thiếu cho các cụ ông, cụ bà, cũng như những người bị suy nhược cơ thể, có nhu cầu bồi bổ sức khỏe. Mọi chi tiết vui lòng liên lạc số điện thoại 0452 067 535 hoặc email đến vftv2022@gmail.com. Có một loại nước mắm thuần khiết sinh ra để làm nên sự khác biệt, gói trọn tinh hoa của biển cả, đánh thức hương vị đậm đà Thượng Hải. Đặc cấp, sang trọng là món quà tình thân ý nghĩa để luôn nhắc ta nhớ về cội nguồn. Nước mắm Hoàng Gia, tinh hoa đất Việt. Nước mắm Hoàng Gia hiện nay đã có mặt tại tất cả các tiểu bang trên toàn quốc Úc Châu với 3 kích cỡ khác nhau, bao gồm 250ml, 500ml và 750ml. Tại Melbourne, nước mắm Hoàng Gia đang được phân phối bởi công ty Oxford Foods và bán lẻ tại các siêu thị và nhà hàng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Tony Bùi 0481 177 996. Đông trùng hạ thảo 3-in-1 của công ty Golden Health được sản xuất tại Úc là sự kết hợp giữa đông trùng hạ thảo với nấm linh chi và nhân sâm, mang lại nhiều công dụng tuyệt vời cho hệ miễn dịch, cho sức khỏe tim mạch, cho hệ thần kinh, cũng như cải thiện chức năng sinh lý và gia tăng tuổi thọ. Một sản phẩm không thể thiếu cho các cụ ông, cụ bà, cũng như những người bị suy nhược cơ thể, có nhu cầu bồi bổ sức khỏe. Mọi chi tiết vui lòng liên lạc số điện thoại 0452 067 535 hoặc email đến vftv2022@gmail.com. Đinh Nhung xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của đài Việt TV Australia. Kính thưa quý khán thính giả của Việt TV Australia, tức là đài VTA, bầu cử tại Queensland là bản tin chính ngày hôm nay. Việc cử tri tại Queensland đã có thể sử dụng lá phiếu của mình kể từ hôm nay để chọn ra người lãnh đạo tiểu bang trong 4 năm tới. Trong khi đó, tại Tây Úc, Hội đồng thành phố Bundari bày tỏ thất vọng khi chính quyền tiểu bang từ chối hỗ trợ cho những người vô gia cư đang ngày càng gia tăng tại khu vực này. Còn trong bang giao Úc Trung, chuyên gia đặt câu hỏi là chính phủ Úc đã trao đổi những gì để đổi lấy quyết định bãi bỏ cấm vận đối với tôm hùm từ Bắc Kinh. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 1 giờ trưa hôm nay thứ Hai, ngày 14 tháng 10 năm 2024 của VTA. Đầu tiên là tin từ Queensland, bầu cử sớm bắt đầu từ hôm nay, 14 tháng 10 năm 2024. Tiểu bang Queensland sẽ có bầu cử vào ngày 26 tháng 10 sắp tới. Tuy nhiên, kể từ hôm nay, bất kỳ ai cũng có thể đến điểm bỏ phiếu sớm nếu họ muốn bỏ phiếu trước ngày 26 tháng 10. Riêng đối với những ai muốn bỏ phiếu qua đường bưu điện, thì hôm nay là ngày cuối cùng để làm việc này. Thông tin từ Ủy ban bầu cử cho biết, sẽ có hơn 300 trung tâm bỏ phiếu sớm được mở cửa trên khắp Queensland kể từ hôm nay thứ Hai, ngày 14 tháng 10. Các phòng phiếu này sẽ hoạt động từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Riêng đối với những ai muốn bỏ phiếu qua đường bưu điện thì 7 giờ tối hôm nay sẽ là hạn chót. Ủy ban bầu cử cho biết cách trực tiếp và an toàn nhất để bỏ phiếu qua đường bưu điện là thực hiện trực tuyến tại trang web của Ủy ban bầu cử Queensland, gọi tắt là ECQ. Tại Queensland, mức phạt cho việc không bỏ phiếu trong cuộc bầu cử cấp tiểu bang hiện là $161. Lần cuối cùng cư dân Queensland đi bỏ phiếu cho một cuộc bầu cử cấp tiểu bang là vào đại dịch COVID-19. Ủy ban bầu cử ECQ cho biết họ đã gửi hơn 900.000 phiếu bầu qua đường bưu điện trong thời gian đó. Mặc dù con số đó đã giảm xuống còn khoảng 440.000 phiếu bầu qua đường bưu điện cho cuộc bầu cử chính quyền địa phương vào tháng 3 năm 2024, nhưng số phiếu bầu qua đường bưu điện vẫn cao hơn nhiều so với năm trước. Cũng tin về bầu cử tại Queensland, Stephen Miles cam kết cung cấp bữa trưa miễn phí cho học sinh tiểu học. Thủ tướng Stephen Miles đã cam kết sẽ cung cấp bữa trưa miễn phí cho tất cả học sinh tiểu học tại các trường công lập nếu chính phủ lao động tiếp tục nắm chính quyền trong nhiệm kỳ tới. Theo cam kết của ông Stephen Miles,
thì hơn 326.000 học sinh tiểu học tại các trường công lập của Queensland sẽ được tiếp cận bữa ăn miễn phí hoàn toàn kể từ đầu năm tới 2025, với chi phí dự phóng là 1,4 tỷ đô la trong 4 năm. Thủ hiến Stephen Miles đã công bố chính sách này vào hôm qua Chủ nhật và coi biện pháp này có thể giúp cha mẹ tiết kiệm 1.600 đô la cho mỗi học sinh mỗi năm. Lời cam kết này cũng là động thái chi tiền mới nhất của chính quyền lao động Queensland, vốn đang đấu tranh để duy trì quyền lực, sau khi các cuộc thăm dò dư luận dự đoán Đảng Tự do Quốc gia sẽ giành chiến thắng áp đảo tại cuộc bầu cử lần này. Trước đó, chính quyền Stephen Miles cũng đã công bố khoản hoàn tiền năng lượng 1.000 đô la cộng với chương trình giảm giá vé phương tiện giao thông công cộng xuống còn 50 cent một ngày, cũng như phiếu mua đồ thể thao cho học sinh trị giá 200 đô la, cùng với chương trình mẫu giáo miễn phí, TAFE miễn phí và dụng cụ miễn phí cho học viên năm nhất. Ngoài ra, chính phủ lao động cũng đã đưa ra một đề xuất bị chỉ trích rộng rãi về các trạm xăng do chính phủ sở hữu. Chính sách bữa trưa miễn phí của chính quyền sẽ được thực hiện thông qua quan hệ đối tác với Hiệp hội các cửa hàng bán đồ ăn nhẹ tại trường học Queensland, PNC Queensland, Health and Wellbeing Queensland, hiệu trưởng nhà trường và các nhà cung cấp thực phẩm phi chính phủ. Thủ hiến Stephen Miles cho biết việc cung cấp bữa trưa miễn phí là một trong những điều mà ông đã đam mê từ lâu. Trong khi đó, nhà sáng lập tổ chức Small Business Women Australia, bà Amanda Rose cho rằng chính sách này là không công bằng. Theo bà Rose, thì chính phủ không thể tùy tiện chi tiêu tiền của người nộp thuế để cố gắng tái đắc cử. Theo bà Rose, thì nếu có nhu cầu thực sự đối với chính sách này, thì Đảng Lao động đã thực hiện nó vào thời điểm nào đó trong 10 năm qua, chứ không cần đợi đến bầu cử năm nay. Tiếp tục tin về bầu cử tại Queensland, Stephen Miles khó có cơ hội chiến thắng theo Peter Beattie. Peter Beattie, cựu thủ hiến, người được mệnh danh là trưởng lão của Đảng Lao động tại Queensland, do đó những nhận xét của ông được cho là khá chính xác. Theo cựu thủ hiến Beattie, thì bà Anastasia Palaszczuk từ chức thủ hiến vào cuối năm ngoái 2023, bà đã để lại cho Stephen Miles một khoảng thời gian 10 tháng để đưa Đảng Lao động vào vị trí chiến thắng cho cuộc bầu cử năm 2024. Nhưng đoạn đường mà bà Palaszczuk để lại cho ông Miles rất hẹp, theo nghĩa là chiến thắng sẽ không phải là dễ dàng. Peter Beattie nổi tiếng là người đã giúp mở đường cho việc thăng chức thủ hiến Anna Bligh khi ông Peter Beattie từ bỏ chính trường vào năm 2007. Người kế nhiệm ông là Anna Bligh đã được trao 2 năm trước khi bà cần phải tham gia bỏ phiếu. Những bình luận của ông Beattie có thể nói là một cú tát vào bà Palaszczuk khi ông gợi ý rằng bà nên rời đi sớm hơn. Điều này đặt ra câu hỏi liệu một đường băng dài hơn cho Stephen Miles có thúc đẩy cơ hội của Đảng Lao động trong cuộc bầu cử vào ngày 26 tháng 10 hay không? Chắc chắn đây sẽ là một chủ đề thảo luận trong các nhóm lao động nếu cuộc bầu cử này diễn ra không như mong đợi đối với chính phủ. Sau đây là tin khác từ Queensland. Hàng ngàn biểu tình ủng hộ Palestine kêu gọi ngừng bắn ở Trung Đông. Hàng ngàn người đã tham gia cuộc diễu hành ngày hôm qua tại trung tâm Brisbane CBD nhằm bày tỏ sự ủng hộ với người dân Palestine cũng như kêu gọi chính phủ lao động ở cấp liên bang hãy lên tiếng yêu cầu ngừng bắn vĩnh viễn ở Trung Đông. Đây là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất từng thấy ở Brisbane kể từ khi chiến tranh bắt đầu tại dải Gaza cách đây một năm. Những người biểu tình đã yêu cầu chính phủ trừng phạt Israel và ngừng cung cấp vũ khí và đạn dược cho cuộc chiến. Cuộc biểu tình bắt đầu ở CBD trước khi những người biểu tình đi bộ qua cầu Victoria đến South Bank. Nhắc lại là vào tuần trước, Phó Thủ tướng Richard Marles đã nhắc lại lời kêu gọi của chính phủ về lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Israel và Hezbollah ở Lebanon. Trong khi đó, vào tháng 7, Thủ tướng Anthony Albanese cũng đã kêu gọi ngừng bắn ở Gaza như một phần của tuyên bố chung với Canada và New Zealand. Tuy nhiên, những hành động nói trên là chưa đủ và một người tham dự biểu tình, bà Marjorie Pistorius cho biết, chính phủ Úc cần phải hành động nhiều hơn nữa trước khi chiến tranh có nguy cơ lan rộng. Theo số liệu của Israel, cuộc tấn công khủng bố của Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 đã giết chết 1.200 người ở Israel và khiến khoảng 250 người bị bắt làm con tin. Kể từ đó, theo Liên Hiệp Quốc, hơn 42.000 người Palestine đã thiệt mạng ở Gaza và hơn 97.000 người bị thương với ước tính 1,9 triệu người phải di rời. Theo Thủ tướng Lebanon, gần 1 triệu người ở miền nam Lebanon đã phải rời bỏ nhà cửa khi xung đột leo thang ở đó.
Ngoài Brisbane thì các cuộc biểu tình khác cũng được tổ chức tại Melbourne và Sydney. Kế đến là tin từ Tây Úc, yêu cầu nơi trú ẩn cho người vô gia cư tại Bunbury đã bị bác bỏ. Bunbury là một trong những vùng nông thôn lớn nhất Tây Úc. Tuy nhiên, từ nhiều năm qua, khu vực này cũng nổi tiếng là nơi trú ẩn của những người vô gia cư. Do đó, vào tháng 6 vừa qua, thị trưởng Bunbury, ông Jason Mergel, đã viết thư cho Bộ trưởng Gia cư tại Tây Úc là ông John Carey để yêu cầu chính phủ tiểu bang hỗ trợ cung cấp chỗ ở tạm thời để giúp đỡ số người vô gia cư đang ngày càng tăng tại thị trấn Bunbury. Tuy nhiên, yêu cầu của thị trưởng Mergel đã bị bác bỏ. Phát biểu tại đài ABC, Bộ trưởng John Carey xác nhận ông đã nhận được lời khuyên rằng địa điểm được đề xuất cho nơi trú ẩn là không phù hợp. Ông Carey cho biết chính phủ đã đầu tư kỷ lục 3,2 triệu đô la vào nhà ở xã hội và các dịch vụ vô gia cư tại tiểu bang kể từ năm 2021, bao gồm cả việc xây dựng 40 ngôi nhà ở xã hội tại Bunbury. Thế nhưng thị trưởng Jason Mergel cho biết không có bất cứ địa điểm nào được nêu trong lá thư mà ông gửi cho bộ trưởng. Mặc dù không nhận được sự ủng hộ từ chính phủ tiểu bang, nhưng thị trưởng Mergel cho biết thành phố này sẽ tiếp tục hỗ trợ và hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ để giải quyết tình trạng vô gia cư hiện nay. Vào tháng 8, các dịch vụ hỗ trợ đã ghi nhận 120 người vô gia cư đang sinh sống tại Bunbury. Đây là con số cao nhất kể từ khi bắt đầu thống kê hàng tháng vào năm 2021. Tuy vậy, theo các tổ chức từ thiện như Anglicare, AccorWest và Salvation Army, thì tổng số người vô gia cư có thể còn cao hơn nhiều. Theo dữ liệu mà Liên minh chấm dứt tình trạng vô gia cư gọi tắt là WAAEH phân tích, thì tổng chi phí thực tế ròng cho nhà ở xã hội và các dịch vụ vô gia cư tại Tây Úc đã giảm hơn 20% trong giai đoạn 2016-2017 và 2022-2023. Tuy nhiên, con số này không bao gồm các khoản tiền đã cam kết trong năm tài chính gần nhất. Một nghị viên Bunbury và cũng là ứng cử viên đảng tự do cho cuộc bầu cử Thượng viện Tây Úc, ông Gabby Gashep cho biết, cá nhân ông cảm thấy rằng trong khi nhà ở là nhiệm vụ của chính quyền tiểu bang, thì chính quyền địa phương mới là những người chứng kiến cảnh khốn cùng của người vô gia cư hàng ngày. Cuối cùng là tin bang giao Úc Trung. Lao động xác nhận không có sự trao đổi nào để Trung Quốc bỏ cấm vận về tôm hùm. Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Tim Ayres đã phản bác lại những lời chỉ trích về chính sách Trung Quốc của chính quyền Albanese sau khi các chuyên gia tuyên bố rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được đề nghị một sự trao đổi để đổi lấy quyết định dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu đối với tôm hùm Úc. Nhắc lại là Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã tuyên bố dỡ bỏ lệnh cấm đối với sản phẩm tôm hùm Úc của Trung Quốc sau cuộc gặp với Thủ tướng Anthony Albanese trong hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Lào vào tuần trước. Lệnh cấm tôm hùm là lệnh hạn chế thương mại cuối cùng còn lại được áp dụng như một phần của chiến dịch cưỡng ép kinh tế kéo dài 4 năm đối với nước Úc. Tuy nhiên, thông báo này đã làm dấy lên câu hỏi về những gì chính quyền Albanese đã cung cấp để đổi lấy sự đồng ý của chính quyền Bắc Kinh sau khi các chuyên gia an ninh tuyên bố chắc chắn đã có một sự trao đổi gì đó. Để dập tắt tin đồn này, ngày hôm qua ông Tim Ayres đã xuất hiện trong chương trình của đài Sky News để xác nhận rằng tuyên bố trên rất kỳ lạ vì không có bằng chứng nào cho điều đó. Trong khi đó, trả lời tin tức về việc các hạn chế thương mại đã chấm dứt, một chuyên gia nghiên cứu từ Viện Đại học Quốc gia ANU, tiến sĩ Benjamin Herskovich cho biết, điều cực kỳ quan trọng là phải biết Trung Quốc yêu cầu gì để đổi lại. Tương tự, một thành viên cấp cao của Viện Lowy về Đông Á, ông Richard McGregor cũng cho biết hiện có cảm giác rằng chính phủ Úc phải thưởng cho Trung Quốc khi dỡ bỏ các hạn chế thương mại. Ngoài ra, ông McGregor cũng lưu ý rằng cường quốc châu Á này đang tìm cách trở thành một phần của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là CPTPP. Về phía chính phủ, Thủ tướng Albanese bác bỏ quan niệm về sự có qua có lại và tuyên bố rằng ông không tham gia theo cách giao dịch với các đối tác thương mại và rằng những gì Trung Quốc nhận được khi dỡ bỏ lệnh cấm chính là tôm hùm sống của Úc. Với bản tin vừa rồi, Đinh Nhung xin tạm dừng phần chương trình tin tức của Việt TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của đài VTA vào lúc 3 giờ chiều nay.